Danh Danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay thứ tư, chúng ta hướng đến Thánh cả Giuse. Và trong năm nay, giáo hội dành riêng một năm mừng năm Thánh Giuse. Chúng ta luôn luôn biết gắn bó với Thánh Giuse, vì Thánh Giuse có vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dù trong tin mừng không nói nhiều về Thánh Giuse, thế nhưng Ngài có một vị trí quan trọng để chăm sóc gia đình Nazareth, cũng như cụ thể là chăm sóc mẹ Maria và Chúa Giêsu để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta luôn luôn biết chạy đến với Thánh Giuse, nhất là trong năm Thánh này, để chúng ta cầu xin Thánh Giuse, nhờ Thánh Giuse chuyển cầu tất cả những tâm tư, ý nguyện, nguyện vọng của chúng ta lên Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời, nhất là trong cơn đại dịch của toàn thế giới và tại Việt Nam chúng ta nữa. Xin Chúa cất đi cơn đại dịch để cho cuộc sống trên thế giới, cách riêng tại đất nước Việt Nam được bình ổn trở lại. Hiệp sinh thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh, linh hồn Phaolô, linh hồn Anna, linh hồn Maria, cầu trong bà tổ tiên, tạ ơn Thiên Chúa, cầu bình an, cầu cho linh hồn Phêrô, cầu cho ba linh hồn Giuse. Nhân ngày lễ dỗ 4 năm, nhân ngày lễ dỗ 1 năm và nhân ngày lễ dỗ, chúng ta xin dâng cho tất cả tâm tình ý nguyện các linh hồn trong thánh lễ này. Giờ đây chúng ta cùng tâm sám hối lỗi lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp trong các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zebede đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo: chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thưa cộng đoàn, ở cuối các văn kiện của Tòa Thánh, các Đức Giáo Hoàng thường ghi dòng chữ như thế này: tôi tớ của các tôi tớ, cùng với chữ ký của mình. Vâng, tôi tớ của các tôi tớ, đây là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn tất cả các vị lãnh đạo trong xã hội phải có. Và đây cũng là sứ điệp mà Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay: ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Cám dỗ về quyền hành và cám dỗ lạm dụng là sự kiện thường xuyên và mãnh liệt đối với con người mọi thời đại. Chính những cám dỗ ấy cũng đã xảy ra trong nhóm 12 tông đồ. Thưa cộng đoàn, tâm trạng của các tông đồ trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, họ đang tranh giành địa vị quyền hành với nhau. Sự tranh giành đó thể hiện một cách cụ thể ra bên ngoài như trường hợp hai anh em con ông Zebedee, đó là Giacôbê và Gioan. Quả thật, bà mẹ của hai vị tông đồ đã năn nỉ với Đức Giêsu rằng: xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu và một đứa bên tả của Ngài trong nước Ngài. Lời xin của bà mẹ hai vị tông đồ trên đây diễn tả đúng tư tưởng và tham vọng của con người trong mọi thời đại. Đó là muốn ăn trên ngồi chức, muốn thống trị người khác, muốn dùng quyền hành để sai khiến người khác và bắt người khác phải phục vụ mình. Qua đây, nhân tiện trường hợp của hai anh em Giacôbê và Gioan, Đức Giêsu chỉ cho các tông đồ con đường phải sống như thế nào để đạt được địa vị cao trọng trong nước trời. Ngài dạy như sau: các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ của họ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Phần các con không được như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy làm đầy tớ anh em mình, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Ở điểm này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh cho các tông đồ và cho mỗi người chúng ta biết thế nào là cao trọng trong nước trời. Ngài dạy rằng: thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đây là tâm điểm của sứ điệp tin mừng hôm nay và cũng là tâm điểm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa quý bà, anh chị em, tin mừng thuật lại cho ta thấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem loan báo về cuộc thương khó. Này chúng ta lên Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho người, sẽ nộp người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Vâng, Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa. Ngài đã đến trần gian để cứu độ nhân loại với tinh thần khiêm hạ phục vụ, như đi rao giảng tin mừng nước trời, thực hiện phép lạ để chữa bệnh nhân, chữa người bị quỷ nhập, cho người chết sống lại. Và Ngài đã phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá để cứu chuộc loài người chúng ta. Vì con người đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình cho mọi người. Nguyện ước cho mỗi người chúng con biết nỗ lực phục vụ Chúa, phục vụ xã hội và phục vụ mọi người trong mọi hoàn cảnh sống và trong khả năng của mình. Amen.